Rồi, alo. Bây giờ bắt đầu nghe anh ơi. Alo. Nghe 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 Rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh đầu tiên, anh IT thì đầu tiên anh hướng dẫn anh đầu tiên là mình backup và restore database trước nha, để mình có một cái database training nha. Khi mình thực hành á, mình thực hành mình thử nghiệm cái gì đó thì mình làm cho nó database test cho mình. Còn sau này khi mà go live á, cái database chính của công ty á, thì mình không có thực hành trên đó, mình không có dùng vọc vạch trên đó thì tránh sai số liệu. Cho nên hướng dẫn anh, ví dụ mình cần, ví dụ cái chỗ số liệu đó mà mình cần thử nghiệm á, để mình chạy thử á, thì mình copy cái đó ra một lần nữa rồi sau đó mình làm lên cái test của mình. Ok thì mình đẩy qua bên kia, nếu mà mình còn phân vân, mình chưa muốn lưu cái số liệu ở lại, anh hiểu ý không? Rồi thì ở đây sẽ có một cái gọi là SQL, nên mình phải có quyền vô với chủ mình mới làm được vấn đề đó. Thì đây nó sẽ có những cái database của mình đây đây thì đây có database InnoBank, database nào chạy chính cần, mình cần sau lưu thì mình sẽ backup nó lại bằng cách mở cái SQL này lên, đăng nhập bằng cái tài khoản SA password. Nhưng mà nó vô tới đây ở phần đăng nhập là mình biết rồi đúng không? Rồi tới đây thì mình sẽ backup nó lại bằng cách là mình ví dụ đây ha, backup cái PC lại bằng cách là tab này. Mình có nút backup đây ha. Em có điểm không dài. Remove nè, remove cái đường dẫn ở đây rồi backup add nè, lưu đường dẫn nào đó đi. Bây giờ mình sẽ lưu ở, ví dụ mình lưu ở OE đi ha, ví dụ lưu ở backup database đi ha, mình đặt tên là InnoBank gạch 06 08 19 gạch version 2 đi, ví dụ ha. Rồi sau khi mình làm xong mình nói ok nè, ok backup được. Ok sau đó mình ở đây sẽ cấp bắn báo cái thành công. Em restore cái này ra thì sao? Ở đây nó có database nè, click phải vô đó và chọn restore file and group nha. Rồi sau đó mình ở dưới đây rom rom từ đường dẫn ổ đĩa nha, mình chọn vô đúng cái database hồi nãy mình muốn được restore ra. Đó thì ở đây có OE và info backup database chứ. Mình chọn lại on file ha. On file là mình chọn đúng cái version 2 của mình. Ok. Ok, nhưng mà chọn vô đây. Chọn check rồi restore đúng cái bản view backup rồi, sau đó đây mình đặt restore lại thành cái tên mới khác với những cái tên có sẵn ở đây nha. Cái tên mới này mới nhập khác những cái tên có sẵn ở đây, những cái tên có sẵn ở đây B1, B1 FI vân vân, cái tên đây còn có sẵn ở đây khác cái tên đó là được. Rồi thì khác là InnoBank training nha, ví dụ mình đặt tên là training training ví dụ vậy ha. Rồi sau đó mình mới là bấm ok dưới đây đó, thành công thì mình sẽ được cái database thứ hai thì phép này lại mình thấy mình có database thứ hai là đang bắt trên đỉnh đây nha. Đó thì khi mình mở SCP lên sẽ thấy SCP lên, SCP mình cắt cả các máy, nếu mà mình có cài thì mình sẽ thấy change company nè. Refresh này lại thì mình sẽ thấy có mình sẽ có một cái database chính nãy mình vừa làm, một cái database vừa copy ra tên này đó. Đó mình sẽ thử nghiệm trên cái database test này, thấy không? Đó là cách mình backup restore database để mục đích của mình là lần sau chép ra để mình thí nghiệm cái gì đó, hoặc là mình cho người dùng thực hành để tránh làm trên dữ liệu thiệt. Nếu mà làm trên dữ liệu thiệt thì nó không có thể nào mà chỉnh sửa lại đó được. Sát nó nguyên tắc của nó là khi mà lưu một cái bút toán hay một cái giao dịch ở trên đó là không chỉnh sửa hoặc là xóa được. Cho nên mình cho nên thì mình làm một cái database khác riêng, cho nên không làm cái database mà đang chạy chính. Ok. Rồi, kết thúc video này luôn, mình sẽ lưu lại cái video này để sau này mình cần thiết nha.